xin chào tất cả mọi người và đây là buổi live stream hàng tuần của bác sĩ vào thứ bảy à, các buổi tối thứ bảy hàng tuần à, và trong cái chủ đề live stream tuần này thì bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người à, tập trị liệu ở cổ tay và bàn tay như đã hứa thì hôm trước trong các bài trị liệu khác về đau lưng này à, đau cổ rồi tiền đình đau vai đúng không ạ thì bác sĩ dung đã hướng dẫn mọi người tập trị liệu rất là nhiều vùng trên cơ thể rồi thì hôm nay thì bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người những cái vùng liên quan đến bàn tay, cổ tay. Thì bàn tay là một cái uh, gọi là rất là tinh túy đúng không ạ? Uh, chúng ta dùng bàn tay và sử dụng bàn tay rất nhiều và uh, cái chức năng của nó thì vô cùng quan trọng và mọi người kể cả không học y hay là uh, đều đều biết đúng không ạ? Bàn tay của chúng ta là một cái kiệt tác của tạo hóa. Mỗi ngày chúng ta dựa vào bàn tay để làm rất nhiều việc uh, rồi là chúng ta dùng... Để làm việc rồi sờ mó rồi đôi khi là cảm nhận một vài chất liệu gì đó Nhưng mà thường thì các bạn không biết quý trọng bàn tay Chỉ khi mà chúng ta bị đau, chúng ta bị chấn thương Hoặc chúng ta mất một phần cái chức năng của bàn tay Thì lúc đấy chúng ta mới thấy là Cái câu chuyện là cái bàn tay của chúng ta nó quan trọng đến nhường nào Thật sự là như thế Và cái vai trò mọi người có thể thấy bàn tay của chúng ta có 5 ngón đúng không ạ à, Ngón cái này, các ngón còn lại Tuy nhiên cái vai trò của ngón cái là vai trò quan trọng nhất Gần như là chiếm đến 50% cái độ linh hoạt và cái tác dụng của bàn tay Gần như là nếu mà các bệnh nhân mà bị chấn thương Hoặc là một nguyên nhân nào đấy mà mất các ngón tay Thế thì khi mà bị mất các ngón này này Thì cái chức năng của bàn tay nó ít bị biến đổi nhiều Nhưng mà khi chúng ta bị mất chức năng của ngón cái Thì cực kỳ là là mất nhiều cái chức năng của cái bàn tay của chúng ta. À, trong cái buổi live stream này thì bác sĩ muốn uh, chia sẻ với mọi người về cái bài tập này thì khi chúng ta tập hàng ngày thì chúng ta có thể giúp cái bàn tay của chúng ta được linh hoạt hơn, uh, giảm cái triệu chứng đau nhức cổ tay, uh, giảm cái triệu chứng đau nhức bàn tay. Uh, đặc biệt là trong những cái bệnh lý về thoái hóa này, viêm khớp dạng thấp, đúng không? ạ? Uh, hầu như các bệnh lý về uh, thoái hóa đa khớp và viêm khớp dạng thấp thì thông thường là viêm khớp dạng thấp của chúng ta rất hay bị các khớp nhỏ và đặc biệt là các khớp bàn tay gây ra biến dạng bàn tay rất là nhiều ừ, rồi là các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa như là gút đúng không ạ chúng ta hay bị ở các đầu đặc biệt là đầu ngón chân cái và đôi khi là cũng có thể bị các khớp ở bàn tay nữa thế thì hôm nay sẽ là buổi mà chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn để có thể tập trị liệu cổ tay và bàn tay các bạn nhé. À, xin chào mọi người đang xem livestream, xin chào bạn là nguyễn thị à, chúc bác sĩ dùng buổi tối vui vẻ vâng ạ cả nhà cuối tuần vui chợ à, chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ nhé và chúng ta sẽ à, tập trị liệu cùng với bác sĩ nhé rồi à, thế thì các bạn có thể xem những cái video trị liệu khác dưới cái link mà bác sĩ đã đăng ở lên ở dưới này thế thì uh, những các bài tập trị liệu trước thì chúng ta có thể xem lại để tập cùng cái bài tập này thì uh, uh, hay uh, khi mà uh, các bạn uh, đừng có đợi cái lúc mà bàn tay và cổ tay của chúng ta quá đau mà hãy gặp bác sĩ ngay khi các bạn có cái triệu chứng đau uh, cái câu chuyện về đau bàn tay này nó xảy ra uh, với tất cả mọi người đặc biệt là cái đối tượng dân văn phòng ấy hoặc là các bạn làm nghề neo rồi nghề may rồi là uh, những bạn lái xe đường dài thì cũng rất là hay mỏi cái vùng uh, bàn tay và cổ tay này uh, thì hôm nay thì bác sĩ sẽ hướng dẫn tám cái bài tập trị liệu đau cổ tay và bàn tay cơ bản uh, cái nguyên tắc của cái việc tập trị liệu là uh, chúng ta tập cái khớp đó và tập những cái khớp xung quanh nữa uh, đó là nguyên tắc của cái việc trị liệu đau khớp và chúng ta cần phải tập các khớp còn lại và hệ thống cơ quan ở trong cơ thể nó như một cái thể thống nhất và chúng ta tập thì chúng ta sẽ linh với nhau tức là liên kết với nhau để làm sao mà có thể là uh, cơ thể của chúng ta được hoạt động tốt nhất ví dụ các bạn tập cổ các bạn có thể kết hợp tập lưng tập vai đúng không ạ uh, tập uh, bàn tay cổ tay thì các bạn sẽ tập những cái bài tập này chung với nhau thì bác sĩ dung đã uh, lưu những cái uh, cái livestream hướng dẫn trước vào một cái danh sách phát thì các bạn hoàn toàn có thể kích vào cái đường link đó để có thể là tập trị liệu các bạn nhé thì các bạn có thể tưởng tượng được không bàn tay của chúng ta nó có tới 27 xương và cực kỳ linh hoạt tức là những chỗ khác ví dụ như cẳng tay chúng ta chỉ có hai xương thôi ạ nhưng mà lòng bàn tay của chúng ta thì có tới 27 xương khớp với nhau và nó tạo ra cho chúng ta một cái vận động rất là linh hoạt một bàn tay uh, rất là giá trị đúng không ạ những cái xương bé nhỏ ở trong này thì thật ra là cái hồi học giải phẫu thì học kỹ lắm nhưng mà bây giờ không nhớ hết Ngày xưa học giải phẫu là có thuyền nguyệt tháp động, thang thê cả mốc là uh, mấy cái xương ở dưới, vùng dưới này Xong còn những xương đốt ngón, đốt bàn, nó rất là nhiều xương ở Tổng cộng thì có 27 xương ở trong cái lòng bàn tay của chúng ta Và đôi khi có những cái chấn thương gây ra vỡ hoặc là Uh, có những cái tổn thương ví dụ như các bạn hay phải trong cái tư thế này nhiều này các bạn hay phải gõ máy nhiều này thì nó có một cái uh, đường đi qua đây là một cái vùng đi qua của dây thần kinh giữa xuống đây chi phối vận động và cảm giác cái lòng bàn tay của chúng ta thì thông thường chỗ này nó có một cái hay bị tổn thương cái dây thần kinh giữa và dẫn đến cái hội chứng ống cổ tay thế thì uh, dẫn đến là các bạn hay bị tê bì lòng bàn tay đó thì cũng rất là hay gặp Ngoài ra thì tê bì lòng bàn tay hoặc là các bệnh lý về bàn tay nó còn gặp trong rất là nhiều bệnh khác. Ví dụ như các bệnh lý viêm da dễ dần thần kinh trong bệnh lý đai tháo đường chẳng hạn thì nó cũng sẽ gặp những cái triệu chứng này. Một số các dấu hiệu nguy hiểm mà các bạn cần phải gặp bác sĩ ngay là khi mà chúng ta bị yếu cổ tay chúng ta không thể nắm chặt được. Cái chức năng quan trọng của cái vùng cổ tay và bàn tay đó là chức năng nắm đúng không ạ? Nắm chặt À, khi mà chúng ta không nắm chặt được hoặc chúng ta không mở được không xoay được thì uh, không làm được thì chúng ta phải gặp bác sĩ ngay và chúng ta sẽ uh, gặp bác sĩ khi mà chúng ta uh, đau tê tê trong cổ tay hoặc bàn tay hoặc khi nằm nghỉ cũng đau hoặc là các bạn uh, ví dụ như các bạn là thức dậy vào buổi sáng đúng không ạ các bạn thấy đau nhức hoặc là cứng đông lại uh, tức là có một cái bệnh viêm uh, khớp dạng thấp ấy thì có cái dấu hiệu là cứng khớp buổi sáng Thế thì ví dụ buổi sáng các bạn dậy và các bạn cảm thấy nó cứng đông lại và không thể vận động được phải cử động một lúc thì các khớp của bạn nó mới có thể hoạt động trở lại được thì đó cũng là một cái dấu hiệu cứng khớp buổi sáng, rất hay gặp trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Đó thì hoặc là uh, các triệu chứng nguy hiểm khác là khi mà gặp thời tiết lạnh thì bàn tay của chúng ta đổi màu hoặc là uh, cái đau ở vùng bàn tay này kéo lên vùng khỉu tay hoặc vùng vai thì chúng ta cần phải gặp bác sĩ ngay nhé để chúng ta tìm xem là cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị đau như vậy uh, một cái tin vui là những cái bài tập này thì hầu như chúng ta có thể tập tại văn phòng tại nhà hầu như mọi lúc mọi nơi uh, và chúng ta có thể uh, tập uh, thường xuyên được uh, nó rất là dễ và chúng ta ví dụ chúng ta đang ngồi làm việc này chúng ta cũng có thể làm việc được thì uh, hy vọng là các bạn ví dụ như uh, có bạn nào mà uh, có người quen hoặc người nhà bị đau cái vùng bàn tay và cổ tay thì chúng ta có thể chia sẻ cái livestream này cho họ. Thế thì uh, các bạn hãy chuẩn bị một cái uh, sợi dây nịt như thế này, đó. thì chúng ta có thể chuẩn bị một cái sợi dây nịt như thế này thì sau hai cái phần sau thì sẽ tập cùng bác sĩ bởi cái sợi dây nịt như thế này nhé. một uh, cái sợi dây chun mà hình như là nhà ai cũng có và hai quả bóng hoặc là các bạn có thể uh, hôm nay thì bác sĩ không tìm hai quả bóng của mình đâu nên phải lấy hai cái quả hai cái quả trứng của em bé thế thì khi mà chúng ta chuẩn bị uh, những cái dụng cụ này thì chúng ta có thể tập cái bàn tay của mình nó linh hoạt hơn các bạn đừng nghĩ là uh, ai thì cũng ai uh, tức là những cái người mà không bị đau ấy, thì không cần tập thì cái điều này không đúng vì khi mà chúng ta tập ấy, thì cái bàn tay và cổ tay của chúng ta sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều đặc biệt là đối với đối tượng những người cao tuổi thì chúng ta nên tập để tăng cái uh, sức mạnh của lòng bàn tay và tăng cái độ linh hoạt, dẻo dai của lòng bàn tay của chúng. Ồ, oh, xin lỗi mọi người nhé, hình như lúc nãy bị uh, tắt tiếng. Nào mọi người hãy tìm uh, một chỗ nào đấy ngồi và cùng tập cùng bác sĩ nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu những cái bài tập đơn giản đầu tiên. Nó cũng sẽ rất là dễ thôi và bạn nào uh, hãy chuẩn bị uh, hai quả bóng này hoặc là một cái sợi dây nịt này nếu chưa có hai quả bóng thì các bạn có thể lấy bất kỳ cái sợi dây nịt này ở đâu được cũng được nhá không hiểu sao mà lúc nãy hình như bị mất tiếng như phải không biết là các bạn có bị miss đoạn nào không tự nhiên nó lại bị mất ok chúng ta sẽ bắt đầu từ bài tập đầu tiên các bạn đã sẵn sàng chưa ạ chúng ta sẽ bắt đầu nhá cái bài tập đầu tiên là bài tập uh, về Rồi, các bạn bắt đầu nhá. Bài tập đầu tiên hay còn gọi là bài tập xoay cổ tay. Rồi, các bạn để tay như thế này. Rất là đơn giản. Các bạn đưa tay về trước, có nhìn thấy bác sĩ không ạ? Chúng ta sẽ đưa tay về trước như thế này. Giữ như thế này. Đưa lên rồi đưa xuống. Đây, chúng ta đưa tay lên như thế này. Đưa lên rồi đưa xuống. Giống như của chúng ta hai five và chúng ta giữ trong vòng 5 giây, hạ xuống này. Đó, khi chúng ta vận động này có phải vận động khớp cổ tay không ạ? Đưa lên, đưa xuống. Và đây là một trong những bài tập bắt đầu đơn giản nhất khi mà các bạn đưa lên. Các bạn nhớ là đưa trong cái khả năng của mình và hạ xuống, cũng hạ xuống trong cái khả năng của mình. Và nhớ giữ cái tay của mình này thẳng, giữ cái tay của mình thẳng nhá Đó là cái bài tập đầu tiên. Bài tập thứ hai là bài tập chúng ta nắm lại như thế này, chúng ta xoay cổ tay đó. chúng ta xoay nhá, xoay. Đầu tiên chúng ta sẽ xoay xoay theo chiều nào cũng được. Đầu tiên là chúng ta xoay một chiều. Giữ cái cổ tay này thẳng và chúng ta xoay, xoay cái cổ tay. Đó, miễn sao mà chúng ta xoay hết 360 độ. Chúng ta giữ cái cánh cánh tay của chúng ta thẳng và chúng ta xoay bên nọ, bên kia. Đó, Ở. đúng không ạ? đây là một cái uh, bài tập khá là hiệu quả cho những cái bạn nào mà lái xe đường dài phải hoạt động cổ tay này nhiều. Rồi bây giờ là tới cái bài tập thứ ba, uh, uh, bài tập thứ ba này thì tôi gọi là bài tập niệm Phật. Uh, nếu khi mà chúng ta niệm Phật ấy, chúng ta ngồi niệm Phật nhá. Rồi các bạn để tay như thế này, Nào, sẽ bỏ ra một chút nhá, để sao một chút đó. Rồi từ từ chúng ta đẩy qua trái. Khi mà chúng ta đẩy như thế thì chúng ta sẽ thấy cái tay của các bạn được căng lên và cố gắng lắc giữ lưng và vai thẳng. Nào, các bạn nhìn nhá. Chúng ta niệm Phật như thế này xong chúng ta đẩy sang. Đó, chúng ta sẽ cảm nhận là cái cổ tay của chúng ta căng dặn. Giữ này. Giữ 5 giây. Đó. Trả lại. Sau đó lại đẩy qua. Đẩy lại. Rồi, tiếp theo là tư thế này nhưng mà chúng ta đưa lên đó được không nào nào bây giờ vẫn là tư thế niệm phật nhưng mà chúng ta đưa lên rồi rồi bây giờ nhá trái phải đưa lên rồi bây giờ có một cái khó hơn nếu mà các bạn còn đang đau thì các bạn sẽ tập những cái động tác kia trước khi mà chúng ta đưa sang đây và chúng ta nhấn đẩy mạnh đưa sang phải và đẩy mạnh. Cố gắng giữ vai ở tư thế thoải mái và thẳng. Rồi. Bài tập kế tiếp là chúng ta dùng tay này bẻ tay kia. Các bạn ngồi nhá. Đưa tay thẳng ra. Đưa tay thẳng ra. Từ từ xoay như thế này rồi dùng tay phải của chúng ta bẻ xuống. Và giữ như vậy trong vòng 5 cho tới 15 giây. Đơn giản đúng không ạ? Các bạn có thấy căng không ạ? Rồi làm lại nhá. Đưa tay như thế này, đầu tiên xoay ra, bẻ xuống. Giữ trong vòng 5 giây. Các bạn cố gắng là bẻ trong khả năng của mình thôi, đừng có cố quá mà sẽ bị đau đó. Tất cả những cái bài tập mà tôi hướng dẫn thường là không đau hoặc là đau rất ít. À, các bạn thấy đau thì các bạn sẽ ngừng nhá. Rồi, tiếp tục bẻ này. Xong chúng ta có thể bẻ lên này. Rồi. Rồi, chúng ta lại đưa tay ra như thế này và chúng ta sẽ bẻ xuống như thế này. Đó, bẻ lên. Rồi. Đó. Dễ không ạ? Bẻ xuống. Bẻ lên. Xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái tay này nhá. Rồi. Đầu tiên như này, bẻ xuống. Bẻ lên. Đó. Xong rồi bẻ xuống. Bẻ lên. Đó. Chú ý là cái cái cánh tay này của chúng ta giữ thẳng rồi bây giờ là động tác thứ năm rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đưa hai tay vào chung với nhau như thế này và xoay giống như cái động tác khởi động ạ xoay xoay và xoay các bạn làm 360 độ cho tôi nào cả nhà cùng tập nhá chúng ta đừng nghĩ về nó hoặc đừng mơ về nó mà hãy tập đi lòng bàn tay của các bạn sẽ trở nên linh hoạt và Ờ, cái vị trí bàn tay hoặc bàn chân là những cái trong đông y gọi là những cái tập trung cái kinh mạch của cơ thể chúng ta hãy tập đi nhá và động tác thứ sáu thì là động tác lực sĩ nhưng mà tôi nói trước là tôi không phải lực lực sĩ đâu nhá thì chúng ta sẽ phải kết hợp giữa cái vai cái cổ tay và cái bàn tay bằng cách là chúng ta cũng vẫn ngồi ở cái tư thế này nhưng mà chúng ta đưa ra xa thẳng như thế này rồi. đầu tiên là chúng ta nắm lại như thế này cái này nó không được rộng lắm ngồi xa một chút rồi đây nắm chặt lại rồi sang cái này một chút nhé chúng ta sẽ nắm chặt lại như thế này và từ từ gặp lại đó như này nhá gặp lại rồi từ từ gặp lại thả ra nắm xoay lại đó có thấy giống lực sĩ không ạ ờ. đơn giản không ạ nắm chặt nào xoay lên rồi đây là những cái động tác mà kết hợp cả cái vai nữa, cánh tay và cổ tay của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tập ở uh, những cái động tác mà cần dụng cụ hỗ trợ. Dụng cụ hỗ trợ ở đây là thật sự là các bạn đều có hết, đó là cái sợi dây nịt như thế này. Bây giờ uh, tại sao chúng ta dùng cái sợi dây uh, dây nịt như thế này? Thì bàn tay của chúng ta có rất là nhiều xương và cơ nhưng mà phần lớn thì chúng ta dùng ấy là những cái cơ bắp phần bên trong hay còn gọi thì uh, trong tiếng anh ấy, thì thôi mọi người không nói đến cái đấy uh, đó là chúng ta chúng ta sẽ dùng bóp lại như thế này đúng không ạ chúng ta ít khi mà mở ra như thế này thì cái chúng ta sử dụng rất là nhiều cái cơ của cái vùng bàn tay này thì đây là lý do tại sao mà những cái bài tập mà dùng dây chun như thế này thì nó sẽ có hiệu quả trong cái việc mà các bạn uh, hay phải gõ nhiều hoặc là uh, những cái bạn mà hay chơi piano ấy ạ thì chúng ta sẽ lồng vào lòng bàn tay như thế này đó, các bạn nhớ chưa ạ? À, các bạn đừng có dùng để bắn nhau như thế này nhá. Rồi, chúng ta sẽ để tay vào như thế này. Đây. 1 2 3, chúng ta bật ra. Đó. Được Bật ra. Đây là cái bài tập đầu tiên về dây chun nhá. Năm ngón tay luôn, bật ra. Rồi. Cái thứ hai là cũng cái dợi, sợi dây như thế này, chúng ta bắt đầu từ hai ngón này chúng ta mở ra. Đó, nào đó ngón này xong rồi chúng ta sẽ sang ngón này rồi và tiếp tục đến hết khi mà các bạn tập đơn giản với cái dây chun này thì các bạn sẽ thấy cái sợi dây chun đơn giản như thế này thôi nhưng mà sẽ làm được rất là nhiều việc đặc biệt là phục hồi chức năng sau đột quỵ khi mà các bạn bị uh, liệt đúng không ạ thì các bạn cũng có thể tập những cái động tác này để phục hồi cái chức năng sau đột quỵ và uh, các bạn cứ sử dụng một cái dây chun nhẹ như thế này thôi chúng ta không cần phải dùng cái những dây chun mà nó bị nó bị dày quá hoặc nó bị khó chịu quá rồi bài tập cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng hai cái trái banh các bạn có thể dùng bất kỳ bất bất kỳ cái trái nào nó tròn hoặc là ở trên mạng ấy nó có hay bán những cái trái đá mà mọi người thấy ở trong tivi mọi người hay xoay xoay như thế này này thì đầu tiên cái bài tập đầu tiên thì chúng ta sẽ để ở hai bàn tay như thế này và chúng ta xoay như thế này làm chậm thôi nhá đó thì cái động tác này cũng là động tác phù hồi chức năng sau đột quỵ rất tốt cho những người mà bị liệt hoặc là những người uh, những bạn dân văn phòng chúng ta sẽ tập cái này thường xuyên thì chúng ta đỡ bị uh, mỏi các cái vùng ngón tay và cổ tay đó rồi tiếp theo là chúng ta đặt hai cái trái này vào uh, một bên tay và chúng ta bắt đầu xoay cái này chắc là các bạn cũng thấy trên tivi nhiều rồi đúng không ạ thì chúng ta sẽ xoay cái này nó hơi khó một chút với hai cái trái trứng của trẻ con này nhưng mà đối với cái trái mà uh, trái mà bằng uh, bằng sứ bằng nó nó sẽ nặng và chúng ta sẽ xoay dễ hơn các bạn chỉ với việc xoay nó trong lòng bàn tay này thôi khi chúng ta đi hết được các lòng bàn tay như thế này thì cái kinh mạch ở cái vùng bàn tay này của chúng ta cũng sẽ được đả thông rất là nhiều. Đó, chúng ta sẽ xoay như vậy. Chúng ta sẽ tập cái sự linh hoạt của những cái ngón tay của chúng ta. Rồi, đó là tám cái bài tập mà hôm nay bác sĩ Dung chia sẻ đó nếu mà mọi người có những câu hỏi gì thắc mắc hoặc là động tác nào không tập được thì mọi người cứ hỏi uh, trực tiếp bác sĩ Dung nhá. Chúng ta sẽ thấy là những cái động tác này hoàn toàn là chúng ta có thể tập tại nhà này, tập tại văn phòng nơi chúng ta làm việc nhưng mà <laughs> nhớ mua hai trái khác nhé. Còn trái hôm nay là để uh, minh họa cho mọi người hiểu thôi. Uh, mọi người hoàn toàn có thể tập uh, những cái động tác ở trước, những động tác không sử dụng dụng cụ và những động tác dùng những cái dây thun như thế này thì nó sẽ khá là hiệu quả trong cái vận động của cái bàn tay và cổ tay đó thì đó là những cái động tác mà chúng ta có thể tập tại nhà được cái vùng cổ tay và bàn tay của chúng ta thoát khỏi những cái cơn đau bàn tay và cổ tay thì nếu mà bạn nào đang bị những cái cơn đau này hành hạ thì chúng ta hãy tập trị liệu uh, những cái bài tập này hàng ngày nhé các bạn nhé nhưng cái quan trọng uh, bác sĩ dung vẫn nói trong các buổi chia sẻ đó là chúng ta cần phải tìm hiểu xem chúng ta bị đau do nguyên nhân gì đó. thì các bạn có câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi bên dưới thì bác sĩ dung sẽ trả lời nhé và hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có 8 bài tập đó thôi và mọi người hãy lưu lại và có thể tập hàng ngày nhé rồi sẽ chờ đợi câu hỏi của mọi người nhé cảm ơn cảm ơn bác ạ đúng là những người mà bị đau cổ tay và bàn tay thì chúng ta cũng nên tập trị liệu hàng ngày chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào thuốc, đôi khi thuốc nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng của chúng ta là tập luyện chế độ sinh hoạt và lao động. Thì những cái đấy nó mới làm cho chúng ta hồi phục nhanh và giảm đau tái phát được. Kể cả bài tập vùng lưng, bài tập vùng cổ thì mọi người cũng nhớ là chúng ta sẽ tập hàng ngày duy trì, kể cả khi mà chúng ta đã hết đau rồi thì chúng ta cũng nên tập hàng ngày duy trì để chúng ta tránh những cái đau tái phát cả nhà nhá. Rồi, vẫn còn thời gian thì nếu như mọi người có câu hỏi gì thì bác sĩ sẽ trả lời nhé bất kỳ bất kỳ chủ đề nào thì uh, thì mọi người cứ hỏi ở bên dưới nhé để cho mọi người một chút cái thời gian để có thể uh, comment câu hỏi ở bên dưới rồi uh, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ uh, có những cái uh, cái hội chứng ví dụ như chúng ta cũng hay bị viêm một cái điểm bám gân ở đây này thì đôi khi những cái điểm bám gân này thì chúng ta uh, có thể xịt giảm đau hoặc là chúng ta tiêm tại chỗ ấy thì nó cũng có thể là điều trị dứt điểm được hoặc là cái vùng dây dây thần kinh giữa này thì người ta cũng giai đoạn đầu khi mà chưa phẫu thuật ấy, thì chưa cần phải phẫu thuật ấy. khi mà cái bao sơ này nó còn chưa dày thì chúng ta cũng tiêm trực tiếp vào cái vùng này được và tiêm dưới hướng dẫn của siêu âm thì lúc đấy thì uh, cái việc mà hiệu quả của thuốc nó sẽ chính xác hơn và hiệu quả hơn thì cái này thì uh, các bệnh viện cũng đã triển khai rất là nhiều rồi và cái việc nó không có quá khó bởi vì bây giờ hiện tại chúng ta đã có siêu âm và chúng ta tiêm khớp các khớp hoặc là các vị trí này dưới hướng dẫn của siêu âm thì đạt được cái độ chính xác rất là cao bạn mi lên lê có hỏi hiện tại chỉ đau ngón tay cái đã chụp x quang không sao vậy giờ nên tập động tác nào nhiều nhất ạ <laughs> cái động tác của bạn bị đau ngón cái thì bạn uh, tập bằng cái dây thun này là hiệu quả này chúng ta sẽ mở bằng ngón cái này chúng ta dùng lực mở ra đó các bạn thấy không ạ dùng cái dây thun này đây tập cái động tác này là nhiều nhất này dùng lực của ngón cái thì lúc này bạn sẽ phải cử động ngón cái rất là nhiều khi mà bạn chụp x-quang không sao ấy không biết là bạn đau ở vị trí nào ví dụ như chúng ta có thể sờ thấy một cái gân nhị đầu ở uh, gân gân châm quay ở uh, một cái mỏm châm quay ở đây cái mỏm châm quay này thì trong này nó có cái điểm những cái điểm bám gân và rất dễ đau ở cái vùng này nếu như đau ở vùng này thì có thể nghĩ nhiều đến điểm bóng gân và lúc này chúng ta cần phải xua âm cơ, thì mới tìm ra được cái nguyên nhân còn uh, khi mà bạn đau đơn thuần cái khớp ở đây thì không biết là có sưng hiện tượng sưng hoặc là có vấn đề gì khác không thì uh, lúc này thì chúng ta sẽ nghĩ đến các bệnh lý khớp khác còn chụp X quang ấy thì chúng ta chỉ khảo sát được phần xương thôi không khảo sát được những phần khác đâu thì uh, sẽ rất là khó để chẩn đoán chị hay bị đau gót chân <laughs> Đau gót chân cũng rất là nhiều nguyên nhân Trong cái bệnh lý mà viêm gân asin ấy cũng đau gót chân này Trong các bệnh lý về gai xương gót cũng gây đau gót chân này Thì cái quan trọng là mình khám xem là mình bị vấn đề Chúng ta sẽ điều trị theo cái hướng thoái hóa chị nhé Còn các bài tập về chân thì có lẽ là bác sĩ xin một buổi khác để có thể hướng dẫn cho mọi người mình năm nay 84 tuổi bà hay bị ra mồ hôi ở vùng ngực và nách xin hỏi tập bài tập nào để giảm triệu chứng đó ạ. À, về vấn đề ra mồ hôi ở vùng ngực và nách thì thật sự là chưa có một cái nghiên cứu về bài tập nào mà có thể giảm được cái mồ hôi cả. À, mình sẽ không biết là trước đấy là bà có hay bị ra mồ hôi nhiều không ạ? nếu như mà trong trường hợp mà da mồ hôi nhiều quá ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thì có thể đến khám và các bác sĩ sẽ có thể chỉ định là tác động vào cái hạch giao cảm ấy nó cũng sẽ giảm tiết mồ hôi. Bác sĩ ơi chị hay đau đầu gối thì phải tập như thế nào? Chị có thể kích vào cái đường link mà bác sĩ đăng lên đây nhé chị nhá. Có các bài tập khớp gối đấy ạ. Hôm trước thì trong một buổi live stream thì bác sĩ đã chia sẻ về bài tập khớp gối rồi chị Hoàng Tơ ạ. Hôm nay là đến à, bàn tay như mọi người yêu cầu rồi hôm trước có một bạn nhắn tin cho bác sĩ bảo là uh, yêu cầu bài tập khớp cùng chậu nữa cơ nhưng mà chưa có thời gian để uh, hướng dẫn mọi người được hôm nay là bài tập về bàn tay cổ tay uh, thậm chí là chúng ta còn những cái bài tập về ngón tay nữa cơ nó cái bàn tay của chúng ta cái việc phục hồi chức năng của bàn tay là công việc mà rất là khó khăn nhất trong cái việc phục hồi chức năng sau cái vấn đề bị đột quỵ là chúng ta phải tập rất là nhiều cái vùng bàn tay này để lấy lại cái sự uh, vận động của bàn tay bởi vì là uh, cái 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 chức năng của bàn tay nó quá là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta rồi mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ bạn đào thảo bây giờ mới vào ạ à? chị, chị bây giờ mới vào ạ à? <laughs> chị có thể xem lại cái livestream này nhé uh, mọi người có câu hỏi gì hãy comment ở bên dưới đi ạ chúng ta vẫn còn một chút thời gian nếu không thì bác sĩ sẽ xin phép được kết thúc sớm cái livestream ngày thứ bảy để cho mọi người có thể có thời gian uh, vui vẻ bên gia đình cả nhà nhé thì chị Hoàng Tơ có thể kích vào đường link và tìm lại cái bài hướng dẫn uh, tập trị liệu khớp gối của bác sĩ nhé. Rồi chúng ta sẽ nhớ cái nguyên tắc của tập trị liệu là chúng ta tập trong khả năng của mình và uh, tập trong khả năng của mình tập từ từ trong khả năng của mình. Bác sĩ mình cũng bị phồng địa đệm lần năm S1 thì nên tập các động tác nào và chế độ ăn uống thuốc gì không? Uh, phòng địa đệm không biết là hiện tại mình đang có triệu chứng như thế nào ạ các bài tập lưng thì bạn, uh, chị có thể xem lại uh, cái đường link của bác sĩ uh, Ghim ở trên uh, trên bài đăng và lấy lại cái bài tập lưng thì mọi người có thể tập nhá rất nhiều người bạn phản hồi là tập bài tập lưng của bác sĩ xong thì uh, đỡ đau rất là nhiều thì mình cũng có thể tập kết hợp với lại cái bài tập lưng đó thì uh, cái động các cái động tác ở trong đó thì bác sĩ cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi còn chế độ ăn thì thật ra là mọi người cũng không cần uh, mọi người nói chung ấy thì chúng ta cần phải kiêng một số thứ không tốt cho sức khỏe thôi ví dụ như là uh, ví dụ như là chúng ta sẽ kiêng đồ có ga này kiêng mỡ này kiêng nội tạng động vật này thì đó hoặc là kiêng chúng ta nên hạn chế ăn mặn thì đó là những cái mà uh, bệnh lý chung mà nó có thể dẫn tới cái những cái bệnh lý nền của cơ thể trở nên nặng nề hơn còn về địa đệm thì chúng ta uh, ngày xưa thì người ta bảo là kiêng ăn rau muống nó sẽ gây lồi địa đệm đúng không ạ? Nhưng thật ra là cũng không có nhiều bằng chứng chứng tỏ cái việc đấy nên là nó không không có nhiều trong y học và không có nhiều trong trong cái đánh giá khoa học nên là cũng không 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 đúng đâu. Nên chúng ta không cần phải kiêng. Chỉ có là trong rau muống thì nó có nhiều oxalat. Khi ăn nhiều oxalat thì đối với một số người bị có tiền sử dễ bị sỏi, tạo sỏi ở thận thì chúng ta nên hạn chế thôi đó thì còn uh, kiêng ăn thì chúng ta chỉ kiêng những cái chất không tốt cho sức khỏe thôi còn cũng không cần phải kiêng gì uh, lắm đâu uh, khi ngồi hoặc làm việc nhiều thì uh, chị uh, Millie lê ơi uh, khi mà chị cảm thấy mỏi chị có thể tập luôn các bài tập lưng Chứ chị đừng đợi đến lúc nào mà chúng ta bị đau rồi tức là khi chúng ta ngồi văn phòng hoặc chúng ta làm việc mà chúng ta thấy mỏi cái là chúng ta đứng dậy luôn hoặc là tối đa maximum các bạn chỉ được ngồi 40 phút đổ lại thôi chứ chúng ta ngồi quá thì uh, các cơ sẽ bị căng giãn quá mức này uh, rồi là thiếu máu nuôi dưỡng này bởi vì bản chất cái hệ xương khớp và cuộc sống của chúng ta nó không như da nó được nuôi dưỡng theo cơ chế thẩm thấu nên là nếu mà chị cứ ngồi một chỗ thì uh, thật sự là không có cái thuốc nào có thể chữa được cả vì khi mình ngồi một chỗ thì gần như cuộc sống đâu có được nuôi dưỡng đâu ạ và ngoài các bài tập của em hướng dẫn thì đó mình lưu ý trong cái chế độ làm việc sinh hoạt của mình nữa chứ còn không có chúng ta khi mà điều trị ấy, chúng ta phải kết hợp rất là nhiều biện pháp chúng ta không thể dựa vào một biện pháp nào mà nó có thể hoàn thiện được thì đó thì khi mà uh, chị chú ý trong cái chế độ làm việc của mình là khi mà chúng ta ngồi này các bạn văn phòng mà ngồi nhiều thì chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng đó uh, các bạn cứ hay ngồi bị gù gù như thế này là sau cuộc sống sẽ bị căng giãn quá mức và cái màn hình máy tính hoặc điện thoại ấy, khi mà chúng ta xem điện thoại cũng thế thôi, thì chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta xem ngang tầm mắt hoặc là máy tính chúng ta để ngang tầm mắt này tránh trường hợp mà chúng ta phải cúi quá nhiều như thế này thì sẽ rất hại cuộc sống cổ và uh, một số cái nữa mà mọi người phải chú ý đấy là cái tư thế làm việc nó rất quan trọng trong cái việc điều trị đau. Uh, nếu như chúng ta vẫn không thay đổi tư thế hoặc là chúng ta nhặt đồ bê đồ sai cách chúng ta lại trở bị đau lưng trở lại ngay lập tức. Và uh, khi mà chúng ta nằm ngủ ấy thì chúng ta cũng cố gắng là chọn cái nệm phù hợp. Ví dụ những cái đệm mà nó mềm quá, cuộc sống của chúng ta sẽ bị võng xuống như thế này và dẫn tới bị đau. Thứ hai là cái gối phù hợp, gối chúng ta đừng có gối cao quá. Mà khi mà gối cao quá thì cuộc sống cổ sẽ bị ép xuống như thế này và nó lâu dần thì nó sẽ gây thoái hóa cuộc sống cổ. Đó là cái điều lưu ý thứ hai. Điều thứ ba là cái tư thế nằm ngủ đối với chị mi lê lê và chị hay bị đau lưng như thế này thì cái tư thế nằm ngủ tốt cho chị ấy, là ví dụ ở cái tư thế nằm ngửa thì chị sẽ đặt hai cái gối mỏng chị sẽ đặt một cái gối mỏng ở dưới hai cái đầu gối thì khi đó thì nó sẽ giảm cái áp lực cho cuộc sống thắt lưng đó là tư thế nằm ngửa nhé còn khi ở tư thế nằm nghiêng thì chị đã đặt cái gối đó ở giữa hai đầu gối của chị thì nó cũng sẽ làm giúp chị làm giảm cái tình trạng mà bị đau lưng chị nhé thì chúng ta sẽ kết hợp rất là nhiều phương pháp ngoài các bài tập thì mọi người có thể mua những cái vật dụng có thể có khả năng trường ấm ví dụ như là những cái dụng cụ trường ấm hoặc những cái túi ngải trường ấm đó thì khi mà mọi người trường ấm như thế nó sẽ làm giãn cơ và tăng cường nuôi dưỡng uh, cột sống thì nó sẽ uh, cải thiện rất là nhiều không biết là chị Mê Lê Lê đã nghe chưa ạ? Và chị có thể làm theo những cái hướng dẫn đó và báo lại kết quả với bác sĩ nhé và đừng quên tập trị liệu hàng ngày nữa nha chị nhé. À, chị có thể đi bộ nhẹ nhàng, đạp xe, đi bộ nhẹ nhàng hoặc là tập thêm những cái bộ môn thể thao khác như là bơi lội chẳng hạn thì cũng sẽ rất tốt cho cuộc sống. Rồi, à, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. À, có một câu hỏi nữa. Đau khớp vai và mỏi cổ sau khi bị Covid, em hay bị đau khớp vai và mỏi cổ làm sao bác sĩ ạ? Nếu trong trường hợp bạn đau quá, bạn có thể dùng những cái nhóm thuốc giảm đau không kê đơn, ví dụ như là ibuprofen thì chúng ta sẽ không cần phải kê đơn. Nhưng mà bạn có tiền sử viêm mũi dị ứng thì cũng nên cảnh giác với cái thuốc này. Thì khi mà dùng, đấy là đấy là việc dùng thuốc. Ngoài ra thì bạn có thể kết hợp tập trị liệu, tập trị liệu khớp vai và cổ thì bác sĩ cũng đã hướng dẫn trong cái những cái buổi live stream trước rồi, thì bạn có thể tham khảo các bài tập đó để tập các bạn nhé, bạn nhé và cái quan trọng là uh, em bị viêm mũi dị ứng khi ngủ phải nằm cao mới thở được viêm mũi dị ứng thì là một cái bệnh mà nó theo ví dụ bạn bị dị ứng với cái gì hoặc là nó theo, sẽ theo cái mùa đấy chứ viêm mũi dị ứng thì mình nghĩ là không phải lúc nào mà bạn cũng sẽ bị như thế còn nếu mà cái mũi của bạn mà thành mạng tính rồi thì chúng ta uh, cần có những cái điều trị chuyên khoa riêng của bên tai mũi họng Uh, ý bạn là khi nằm ngủ phải dùng gối cao đúng không ạ? Gối cao lâu dài thì nó sẽ gây thoái hóa khớp sống cổ. Thì cái này thì uh, đôi khi là chúng ta sẽ 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 phải điều trị cái mũi của chúng ta trước đúng không ạ? Rồi, vâng ạ, cảm ơn chị Mi Lê Lê nhé. Rồi uh, chắc là cũng uh, ba hơn 30 phút rồi, uh, mọi người. Uh, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé và mọi người hãy tập hàng ngày cùng với bác sĩ nhé bác sĩ sẽ cố gắng uh, có thêm những cái bài tập khác để cho mọi người có thể tập tại nhà và cái điều quan trọng bác sĩ muốn nhắn nhủ là gì uh, cái câu chuyện về thuốc ấy, nó nó chỉ là một phần thôi và cái câu chuyện mà chúng ta tập trị liệu là một cái để chúng ta có thể phục hồi nhanh tổn thương và uh, giảm thiểu cái đau tái phát cho chúng ta vậy nên là các bạn hãy tập hàng ngày và khi hết đau rồi các bạn vẫn tiếp tục tập nhé để có thể là cải thiện được cái cái bệnh lý của mình các bạn nhé có thể tập kết hợp các bài tập với nhau nữa chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình chúc một cuối tuần vui vẻ cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại